Đúng không? Hôm nay cô nói rất là ít thôi. Nhân vật chính của chúng ta đã xuất hiện. Tao có nhìn thấy không? Để mình kể hậu trường nhá, sau cái livestream này đó là thầy Dũng vừa mắng mình xong. Alo. À, khát nước quá. Em chờ đó một tí đi. Hôm nay em lấy thuốc nước. Chờ đó một tí. Nhanh lên, đừng bỏ em một mình. Đóng cửa vào anh. Xin chào mọi người. Vì có một tí trục trặc kỹ thuật với cả cãi nhau nho nhỏ giữa mình và thầy Dũng mà buổi livestream đã bị chậm lại tới 30 phút. Xin lỗi mọi người nhá. Xem trên là máy tính nó đẹp chưa. Chào các bạn, chào Hường Nguyên. Nhưng mà thầy có ai chưa? Anh ơi sao không lên được cái comment? À đây. Chưa lên được comment. Lên được mà. Hôm nay giọng mình sẽ không thể nào mà hét to lên được. 80 người. Bởi vì sáng nay mình vừa mới đi khám họng về. Chào mọi người. Chào Hương Nguyễn. Nóng quá. Làm vẫy tay chào như hoa hậu ấy. Xin chào mọi người. Đi xem pháo hoa thầy ơi. Ở bên Nhật bây giờ đang là mùa bắn pháo hoa, mùa lễ hội pháo hoa đúng không? Sướng thế, suốt ngày đi ngắm pháo hoa ngày xưa. Em ở bên Nhật em có hay đi ngắm không? Có, ngày xưa cứ tầm ở bên Nhật thì thường cuối tuần người ta sẽ hay đi bắn pháo hoa. Thế là mình cũng hay rủ dê bạn bè đi bắn nhầm đi ngắm pháo hoa. Ở Tokyo này, xong rồi về các vùng quê thì cuối tuần người ta cũng có bắn đấy. Có bạn nói vợ nuôi khéo quá kìa. Chắc đấy. Thế mà đánh béo lên. Vợ nuôi khéo quá. Thực ra từng thầy vẫn từng ý cân, nhưng mà chả hiểu sao nhìn lại béo hơn một tí. Nhưng mà từ ngày yêu mình xong đến bây giờ tăng lên được 6 cân rồi, thấy rất là sướng. Hôm nay lên sóng sớm vậy bởi vì là hôm nay là thứ bảy, ở nhà rảnh quá chả biết làm gì thì lên nói chuyện với mọi người cho vui. mọi người nghe có nghe rõ không? Nghe rõ. Pháo hoa bên Nhật thì đẹp rồi. Pháo hoa bên Nhật đẹp lắm đúng không? Và cuối thu năm nay thì bọn mình sẽ sang bên Nhật để ngắm lá đỏ. Tầm cuối tháng 11 anh nhỉ? Cuối tháng 11 sẽ sang đấy chơi khoảng một tuần thì ngắm lá đỏ, hy vọng sẽ gặp được những bạn nào cũng cùng đi ngắm lá đỏ. Hay. Hôm nay chủ đề là gì đây? Hôm nay chủ đề thì như mình đã nói rồi, đó là gì nhỉ? chia sẻ về những kinh nghiệm học tiếng Nhật của bản thân mình với thầy Dũng. Thế thì cái buổi nói chuyện ngày hôm nay bọn mình sẽ sắp xếp theo dạng là ở đây mình đã chuẩn bị 21 câu hỏi. 21 câu hỏi nhé. 21 câu hỏi và sẽ hỏi vừa hỏi thầy Dũng và cả hỏi mình luôn. Thì những câu hỏi này sẽ đều liên quan đến việc học tiếng Nhật của hai đứa. Và hy vọng là từ những cái gì mà bọn mình nói ra thì phần nào sẽ trở thành những cái kinh nghiệm cho mọi người luôn khi mà học tiếng Nhật. Chúng ta bắt đầu thôi. Lan man nhiều quá đấy, tốn nhiều thời gian của các bạn này. Chào một tí nữa. Chào một tí nữa. Sensei, chỉ em động lực học tiếng Nhật một mình được không ạ? Đấy, cứ nghe hết câu chuyện ngày hôm nay thì các bạn sẽ có một chút động lực đấy. Chắc là không chỉ một chút đâu mà rất là nhiều. Chào hai sensei. Chào hai sư huynh. Cô thầy cô sang tỉnh nào ạ? Em sang tỉnh nào ấy? Cuối năm nay á? Chắc là đi sang Kyoto với Osaka. Hay, xong chưa nhỉ? 313 người à? Không nhiều buổi tối đúng không? Thôi, chiến đi. Thôi, thì chúng ta bắt đầu vào luôn nhá, không thể làm mất thời gian các bạn nữa. Ok. Vậy thì hôm nay thì sẽ có 21 câu hỏi và trên này slide thì bọn mình cũng sẽ để câu hỏi cho các bạn nhìn, các bạn vào sau thì có thể theo dõi được. Thì trước tiên mình sẽ đọc câu hỏi, hỏi thầy xong rồi em cũng tự trả lời cho em luôn. Ok. Nếu mà em mệt phải thôi. Đầu tiên này, câu hỏi số 1. Năm nay thầy Dũng bao nhiêu tuổi? Ngắn gọn thôi, thầy năm nay bao nhiêu nhỉ? 32 tuổi rồi. Thầy Dũng sinh năm 1985. Còn anh phải hỏi em ấy chứ. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Em sinh năm 93, năm nay em 24 tuổi. Rồi, tiếp.
Câu số 2. Câu hỏi số 2 nhá. Cái câu vừa rồi chắc mọi người biết rồi đúng không? Chúng ta câu số 2 nhá. Anh Dũng bắt đầu học tiếng Nhật từ khi nào? Và lần đầu tiên anh học tiếng Nhật là ở đâu? Cũng như là vì sao anh lại học tiếng Nhật? Ba câu đúng không? Anh á, anh bắt đầu học tiếng Nhật từ khi sau khi anh học xong cấp 3. Năm bao nhiêu? Năm 2004. Nhớ to lên mọi người nghe thấy. Mọi người nghe thấy rõ không? Ừ. Còn tầm khoảng năm 2004 ừ. thì mình bắt đầu vào công việc học tiếng Nhật ừ. với lý do là chuẩn bị đi sang Nhật. Tuy nhiên cái đợt đấy thì chỉ học được có tầm khoảng 1 tháng thôi. Xong sau đấy thì cái kế hoạch đi sang Nhật bị hoãn lại. Thế nên là mình lại bỏ. Đợt đấy là học ở Việt Trì ừ. do cô giáo tên là Thuận ừ. Cô giáo rất là xinh đẹp. Hiện nay thỉnh thoảng cô giáo vẫn like hay là share, chia sẻ những clip của mình nhé. Thì học Việt Trì thế thôi. Vì sao lại học tiếng Nhật thì có trong đấy rồi đúng không? Vì đi du học. Đúng rồi, vì du học. Thế còn mình thì bắt đầu học tiếng Nhật vào năm 2011. Tức là tháng 10 năm 2011. Nơi đầu tiên học tiếng Nhật đó là bởi vì là mình học khoa tiếng Nhật của trường Đại học Hà Nội. Thế nên là mình học tiếng Nhật đầu tiên là Đại học Hà Nội từ bảng chữ cái luôn. Và vì sao mình học tiếng Nhật thì lý do đơn giản thôi, vì mình thi vào khoa Nhật nên mình phải học tiếng Nhật. Đấy, tức là cho đến nay thì em học tiếng Nhật được 6 năm. Còn anh học tiếng Nhật được mấy năm rồi? Thì tính ra từ đầu năm 2017 bắt đầu học tiếng Nhật. Tại vì đợt trước năm mình cho anh Tư học có 1 tháng thôi. Thì 2017, 10 năm thôi. 11 năm được. 11 năm, còn em là 6 năm, anh gấp đôi em đấy. Đấy. Tiếp. Câu số 3. Anh, là câu số 3. Số 3. Ok. Các bạn nhìn câu hỏi bên trên luôn đúng không? À và các bạn mà có câu hỏi thì cũng sẽ đặt ở bên dưới và mình sẽ trả lời cuối cùng nhá. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào giai đoạn đầu tiên khi học tiếng Nhật này. Anh Dũng mất bao nhiêu lâu để nhớ được hai bảng chữ cái Hiragana và Katakana? Cái này thì chẳng nhớ được đâu. Chắc là tầm khoảng 1 tuần hoặc là 2 tuần gì đấy. Ừ. Lần đấy cũng chăm chút, cũng thích thích tiếng Nhật nên là hình như là tầm khoảng 2 tuần. Tuy nhiên chữ Katakana thì hơi tốn nhiều thời gian bởi vì mình không ứng dụng nhiều á. Sau này tự học á, trong các bài học nó có các câu ví dụ liên quan đến những từ, ví dụ America này, Koi này, đúng không? Hay là ice cream này, thì cứ đọc nhiều thì tự nhiên nó ngấm vào đầu á. Nói chung là những cái từ katakana thực hành. Hiragana tương tự như thế đúng không? Trong các bài học nó có những từ vựng đấy thì mình đọc nhiều không tự nhiên nó nhớ. Và có từ vựng katakana thì nó sẽ nhớ thôi. Đây những câu dành cho các bạn học sơ cấp đúng không? Thế còn em bắt đầu học tiếng Nhật không với một tình yêu tiếng Nhật. Thế nên là lúc đầu khi mà vào kiểu như phải học như một bộ môn ở trường đại học á, thì em thấy học Hiragana và Katakana, nói chung là cái bảng chữ cái của tiếng Nhật rất là mệt. Và em mất gần 1 tháng để nhớ được hai bảng chữ cái đấy. Rồi tiếp câu số 4. Hay, câu số 4. Câu số 4 là anh mở chưa? Đấy. Câu số 4 là thời mới bắt đầu thì anh Dũng, thời mà học sơ cấp á, thì anh Dũng sợ nhất kỹ năng nào trong 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của tiếng Nhật? Đợt đấy những cái kỹ năng này mình chả hiểu nó là cái gì cả. Chả hiểu kỹ năng đọc, kỹ năng viết, kỹ năng nói như thế nào. Tuy nhiên đợt đấy là mình cũng thích thích tiếng Nhật á. Nên là mình cũng cố gắng theo đuổi nó chứ mình cũng chả sợ gì. Như kiểu nếu mà các bạn chơi game ấy, chơi game mà cứ sợ mấy cái thằng nó đánh lâu lâu rồi nó giết mình hay nó làm gì mình đấy, mình thì mình làm sao mình đánh được gì. Nói chung là mình biết là mình yếu kém rồi thì mình cứ bỏ thời gian ra mà cày mà luyện tập thôi. Thì nó sẽ mau giỏi lên. Rồi thế thì còn em thì bởi vì là em học ở trên trường nó là một môn học á, thế nên là em rất là bị áp lực và rất là rõ ràng, hiểu rất là rõ ràng 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Thì đợt ý mới vào học kiểu cũng gà, chả biết cái gì ấy. Nên là sợ lắm, lười học cả gì nhỉ. Em đợt ý em chỉ biết học ngôn ngữ Pháp thôi. Còn những cái từ vựng em cũng lười học không. Thế nên là vì đợt ý không có 4 từ vựng, không biết từ vựng nhiều. Thế nên là lúc mà làm bài nghe rất là sợ. Nhất là khi mà đi thi nghe ấy. Nên là nếu mà nói tóm lại thì cái ngày mới đầu học mà để đi thi thì em sợ nhất là kỹ năng nghe, vì em chẳng nghe được cái gì cả. Rồi, tiếp. Câu số 5. Câu số 5 là
Trong suốt cả quá trình học tập thì kể cả từ hồi sơ cấp, trung cấp cho đến N1, N2 thì anh đã học kanji, học chữ Hán như thế nào? Đây là một phần mà có rất nhiều bạn sợ đúng đây, không? Các bạn học hỏi. Chữ Hán đúng không? Học chữ Hán như thế nào? Học chữ Hán á? Ừ. Ngày xưa thì hầu hết là thầy cô giáo không dạy mình á. Ừ. Nên là mình cũng chả biết cách học như thế nào, mình phải tự tìm tòi. Ừ. Mình hay đi mua mấy quyển sách á, học theo âm Hán Việt rồi thì mấy cái kỹ năng. Ví dụ từ âm Hán Việt này khi mà chuyển sang tiếng Nhật, âm on thì nó có cách đọc như thế nào, các bạn có thể Google trên mạng. Đấy cũng là một cách học. Nhưng mà đợt đấy thì mình cũng thích từ nào thì mình học thôi. Cái thời khoảng thời gian ban đầu á, những cái từ vựng như là những cái bài học đầu tiên, ví dụ gặp cô hay là sensei hay là đai gác cự này, thì cứ nhìn được từ nào thì hay từ đấy. Còn cũng không có phương pháp thì, nhưng mà bây giờ sau này mình đi dạy rồi á, thì mình tìm được ra nhiều phương pháp dạy cho học sinh nhé. Liên tưởng từ chữ Hán này thì nó có mấy bộ ghép vào thì chúng ta ghép thành một cái câu văn có ý nghĩa để cho học sinh nó dễ nhớ hơn. Đấy, thế thì thực ra em với anh kiểu như là xuất phát học tiếng Nhật từ hai môi trường hoàn toàn khác nhau đúng không? Anh thì kiểu như tự do, còn em vì là môi trường đại học á, thế nên là bọn em đợt đi học thì lúc nào cũng bị cái áp lực là học cần phải đi thi mọi người. Tức là mình cứ phải sợ thi cuối kỳ, thi giữa kỳ phải học được bao nhiêu chữ Hán, bao nhiêu từ vựng, bao nhiêu ngữ pháp rồi rèn các kiểu. Thế nên là đợt ý kiểu như là cứ mỗi ngày phải nhớ được 10 chữ Hán hay bao nhiêu chữ Hán đấy. Thế thì học bằng cách đó là ngồi học cùng với một đứa bạn. Đấy, xong rồi tập viết từng chữ Hán một, xong rồi ví dụ trong 10 phút tao với mày phải tự học được 10 chữ, tự ngồi viết được 10 chữ. Thế sau 10 phút đấy thì hai đứa kiểm tra, ví dụ như là mày viết chữ sensei này, mày viết chữ gặp cô này. Đấy, thì check xem là đứa nào đợt ý kiểu như cũng phải kiểu đặt ra cái kiểu thi đua ấy. Ví dụ đứa nào được điểm cao hơn thì sẽ được gì nhỉ, được chẳng được gì cả, nhưng mà tóm lại cũng phải cố gắng để tập viết được cho bằng bạn bằng bè. Thế nên là ngày ấy thì em học chữ Hán như vậy. Còn sau này khi mà học lên N2, N1 thôi thì bởi vì lúc ấy không cần viết chữ Hán nhiều nữa mà chỉ cần nhớ mặt chữ thôi, thì cái đợt đấy thì bắt đầu học chữ Hán thông qua kiểu các khi mà học từ vựng ấy, khi mà đọc báo hay đọc sách nhiều thì mình gặp nhiều chữ Hán đấy thì mình sẽ nhớ được nhiều, nhớ được lâu. Tiếp rồi. Ngày đấy thì anh đã luyện nói như thế nào? Luyện nói từ ngày mới bắt đầu học á? Mới bắt đầu luyện cây hoa thì cô giáo dạy những cái gì thì mình về mình luyện tập thôi. Chứ không có nhiều sách như bây giờ. Thì ngoài ra tự mình nghĩ ra các tình huống trong cuộc sống hàng ngày của mình, nó gắn bó mật thiết với những cái hành động hay là những cái câu chuyện liên quan đến cuộc sống hàng ngày của mình nhá. Ví dụ những cái thói quen của mình chẳng hạn, đúng không? Mình dậy lúc 6 giờ chẳng hạn. Mình nói khi mà tỉnh dậy này, ngày nào tôi cũng dậy lúc 6 giờ. Đặt những câu đơn giản như thế. Hay là đi vào phòng vệ sinh thôi, hay là đi tắm thôi, đi tắm cái. Cố gắng làm sao chuyển những cái câu đơn giản như thế sang tiếng Nhật. Thế là tạo thành một thói quen là cứ nghĩ gì tiếng Việt thì lại chuyển sang tiếng Nhật. Nghĩ gì tiếng Việt lại chuyển sang tiếng Nhật. Sai cũng được, chả sao. Nói chung là cố gắng nhớ thì tự nhiên những cái từ vựng ít ra, những cái từ vựng nó vào trong đầu mình. Rồi, đấy là lúc anh ở bên Nhật đúng không? Không, đấy là cả ở Việt Nam với cả sau này nữa, cả bên Nhật đúng không? Em thì gì nhỉ? Mình học tiếng Nhật được khoảng 3 năm. Tức là học hết năm 3 trường đại học thì mình mới sang Nhật. Thế nên là trước khi sang Nhật thì mình không có nhiều cơ hội để mà gì nhỉ, nói chuyện với người Nhật ấy, cũng như là để thực hành tiếng Nhật. Thực sự là không có môi trường để nói tiếng Nhật nhiều. Thế nên là thực sự mà nói là trước khi đi Nhật thì vẫn còn rất là ngại ngùng cái việc nói tiếng Nhật mọi người ạ. Rất là sợ nói. Mặc dù là từ vựng ngữ pháp mình cũng biết đấy, thế nhưng mà gặp người Nhật người ta hỏi một câu mà mình cứ nghĩ mãi không thể nào mà trả lời người ta được. Thế sau rồi khi mà muốn nói chuyện với người ta câu này thì em cũng chẳng nói được. Nhưng mà thường thì cứ lúc mà về đến nhà ấy, về nhà tự nhiên nghĩ lại cái văn cảnh đấy, lẽ ra trong lúc này chả mấy lắm thì mới hiếm lắm mới có cái dịp gặp người Nhật thì lẽ ra lúc đấy mình nói như thế này phải được không. Thế là gặp rất là nhiều lần như vậy. Thế là thường là đợt ý toàn tự kỷ, kiểu ngồi tự luyện nói ở nhà một mình như thế.
Và cái thời điểm mà làm thay đổi khả năng nói lớn nhất của em đó là khi hết năm 2 thì em có đăng ký tham gia cái thi hùng biện tiếng Nhật á. Đấy thì đợt ý thì tự nhiên là có một tháng để chuẩn bị cho kỳ thi hùng biện. Thế thì mình cũng phải gì nhỉ, luyện để cho nó nói trôi chảy một chút. Thế nên là vì học tập trung trong một tháng, luyện tập trung một tháng chỉ có luyện nói như vậy thì cái thời gian đấy cũng là cái thời gian mà giúp em nói tốt hơn một tí. Nhưng mà tất nhiên là cái việc mà nói của mình tiến bộ nhất là khi mà mình sang Nhật, khi mà gặp rất là nhiều các bạn Nhật và hàng ngày chỉ tiếp xúc với tiếng Nhật. Và lúc ấy sang Nhật như kiểu mình được bung lụa ấy, sau 3 năm học tiếng Nhật mình có bao nhiêu những cái từ vựng ngữ pháp gì mình đã từng học hay từng nhớ có trong đầu, thì lúc ấy mình mang ra sử dụng chém liên hoàn, kiểu như chém sai chém lung tung, kiểu các từ nó cứ trộn vào nhau, chém sai chém lung tung không sao, nhưng mà cứ gặp thấy người Nhật sướng quá là cứ nói. Thế sau rồi đến một ngày tự nhiên nhìn lại mình thấy mình cũng nói khá hơn được một chút. Thế nên là đấy, quá trình luyện nói của mình đã lớn lên như vậy. Nó cũng chẳng có cái mẹo gì to tát cả. Okay. Tiếp à, thế thì anh cả... luyện đọc hiểu như thế nào? Luyện đọc hiểu. Đọc hiểu thì trước tiên chúng ta phải có từ vựng này. Lần đấy mình nhớ là từ vựng của mình cũng được. Tuy nhiên về những cái từ vựng đấy, nhiều cái từ vựng mình không hiểu rõ ý nghĩa. Rồi thì trong tiếng Nhật á, mình không phân biệt đâu là chủ ngữ á. Chủ ngữ nó toàn bị ẩn đi á. Chủ ngữ tên là tôi, chúng ta này, đúng không? Thì trong tiếng Nhật nó không xuất hiện như mấy cái từ đấy, nên là lúc khi dịch rất là củ chuối. Thì cái đợt đấy là học ở trên trường á, nghe các thầy cô giáo giảng những cái bài giảng sao hay thế. Sao mình rõ ràng mình dịch này tự nhiên nó lại, khi mà mình dịch sang tiếng Nhật mình toàn dịch word by word, từ sang từ không, nhưng mà cô giáo dịch vèo vèo ô, cô giáo giảng hay quá, nên là cứ thấy cô giáo là dịch hay là hâm mộ lắm, hoan hô tíu tít ra. Thế nhưng mà ngày trôi qua thì mình càng đọc càng nhiều thì mình càng hiểu rõ được, đúng không? Trong các câu văn hay là trong các bài viết của Nhật Bản thì người ta thường hay có cách viết như thế nào. Như kiểu các bạn nghe nhiều ca nhạc, nghe nhiều ca nhạc thì nghe những cái dòng nhạc đấy thì nó có những âm thanh hay là giai điệu nó quen thuộc rồi. Thì khi mà mình đọc hiểu mình thế, mình đọc càng nhiều thì những cái bài giảng, những cái bài đọc này nó cũng có những cái giai điệu giống nhau. Thì mình chưa đọc thì mình cũng đã hiểu được cái nội dung của nó là thằng này đang viết đoạn này. Cái bài nhạc cái đoạn này đang chuẩn bị cao, đoạn này đang chuẩn bị thấp. Nó cũng giống như thế. Anh Dũng thì học tiếng Nhật nó kiểu rất là nghệ sĩ ấy, đúng không? Kiểu bằng tất cả sự yêu thích của mình, đam mê của mình, đúng không? Nhưng mà em thấy kiểu này, còn em nói thật với mọi người là ngày xưa thì mình học tiếng Nhật đúng kiểu là chỉ học để đối phó với kỳ thi. Thực sự là trước giờ cũng không thích tiếng Nhật lắm đâu, nên là cái đợt ý học những cái thứ mình không thích khổ lắm mọi người ạ. Mình kể mọi người nhá, hồi năm nhất, năm hai ở trường hay có những cái bài thi cuối kỳ với giữa kỳ ấy. Đi thi trong 4 kỹ năng, bao giờ điểm đọc hiểu của mình kém nhất trong 4 kỹ năng luôn. Chẳng hiểu sao mà kém thế mới được. Tức là kiểu cũng không phải là quá rốt nát, nhưng mà gọi là thấp nhất trong mấy cái điểm đấy á. Thế thì cái đợt ý như thế này, lúc ấy mình kiểu nghĩ đọc hiểu thì mình cứ nghĩ là chắc phải làm theo mẹo gì, tìm á. Thế nên là thường là chỉ có đọc mà không bao giờ có hiểu cả. Không bao giờ kiểu cố gắng suy nghĩ làm sao để dịch được cái bài này xem mình hiểu trọn vẹn ý ấy. Thế là với cả mình cũng chưa thấy được cái hay của đọc hiểu, mà phải mãi đến khi nào mà mình học lên đến N2, khi đấy lúc ấy là sinh viên năm 2 đúng không? Sinh viên năm 2 thì lúc đấy mới bắt đầu được các cô giáo cho làm rất là nhiều những cái bài đọc hiểu của N2. Thế là hay là gì nhỉ, bắt đầu luyện dịch những cái bài văn ở trong sách giáo trình ở trên trường á. Thế là đợt ý về thì bắt đầu kiểu những có vốn từ với cả vốn ngữ pháp khá một tí. Thế là đêm hôm cứ ngồi gì nhỉ, dịch từng bài văn rồi dịch từng cái bài đọc hiểu một. Thế là dịch ra được thì thấy cái ý nghĩa của những bài văn, bài đọc hiểu rất là hay mọi người. Tức là những cái bài đặc biệt lên đến N2 thì những cái bài đọc hiểu nó thường mang ý nghĩa triết lý ấy, về cuộc sống này, về con người này, về khoa học như thế này, thì thấy rất là hay. Thế là đợt ý bắt đầu kiểu nghĩ học đọc hiểu này giống như kiểu là mình học gọi là tiếp thu một cái văn học như là bằng tiếng Nhật ấy. Thế nên là tự nhiên thấy sau mỗi lần mà dịch được một bài mà thấy mình dịch xong hôm sau lên để cô giáo check lại ý ấy, thì thấy mình dịch đúng, thế là mình sướng quá.
mà sẵn ngày xưa kiểu văn hoa cũng thích thích ấy, thế là sau dần dần thì sau cái thời gian mà bắt đầu cảm nhận được rằng à đọc hiểu là học cả kiến thức nữa, học cả kiến thức chứ không phải là chỉ đơn thuần là cái kỹ năng của ngôn ngữ bình thường. Thế nên là dần dần từ đấy bắt đầu thích đọc hiểu và cảm nhận việc đọc hiểu nó cũng đơn giản hơn rất là nhiều. Tức là khi mà lúc đấy và sau này dần dần thì bắt đầu kiểu như là đọc những bài báo ấy, đọc những bài báo thì thấy mọi thứ nó không khô khan nữa, ngoại ngữ không chỉ là ngôn ngữ nữa, đúng không, thì biết được thêm nhiều thứ thì bắt đầu thấy đọc hiểu hay, thích, luyện nhiều thì lại thấy tiến bộ hơn nữa, sướng. Rồi tiếp, sợ máy hết pin rồi này chị. Tiếp nha. Ok rồi, bao nhiêu người đồng cảm với em, watashi mo này, trời đất. Nói chung là bạn nào mà kiểu học tiếng Nhật giống kiểu mình, kiểu đợt đầu là chưa phải vì thích tiếng Nhật á, mà kiểu chỉ là vì bắt buộc phải học thôi á, thì người đi học tiếng Nhật khổ lắm. Để xem, đợi tí nhá. Nhưng mà học vẫn hơi bị giỏi đấy, vẫn được học bổng hàng năm ở trên trường ấy. Chưa? Tiếp đi. Rồi, tiếp. Tiếp theo nhá. Cùng cái kiểu đấy là luyện nghe hiểu như thế nào? Anh đã luyện nghe hiểu như thế nào? Nghe. Ừ. Nghe. Ừ. Ngày xưa thì có cuốn sách nào thì mình đều tìm những cái băng file nghe xong mình nghe thôi. Ừ. Còn mình hay xem anime thì mọi người xem á, nếu mà mọi người thích nội dung câu chuyện mọi người xem thì mọi người thường xem từ đầu đến cuối, xong cuối cùng lại chả có được những cái từ vựng gì. Ừ. Chả kiểu như là thu nạp á. Ừ. Hay là mình thấy trong đấy mình học hỏi được những gì á. Còn ừ. mình thì hầu hết là mình xem được một đoạn ngắn thôi, nhưng mà ừ. trong cái hoàn cảnh đó thì người ta đang nói câu gì thì ừ. mình thường hay ghi chép lại. Ừ. Một đoạn tầm khoảng 20-30 giây thôi, hai thằng đang cai hoa thì mình chép cả đoạn cai hoa ấy vào. Xong đấy phân tích tại sao thằng này nói câu này, sao câu này mình không hiểu. Ừ. Thế là cứ tích cóp, hay là những cái bài nghe trong các bài thi chẳng hạn. Có những cái sách nghe thì nó có tất cả những cái đoạn hội thoại, thì những cái đoạn hội thoại thì nó có những cái hoàn cảnh riêng, có những cái ngoài hoàn cảnh riêng của cái đoạn hội thoại đấy thì mình cứ ghi chép lại, xong mình nghe, mình học thuộc thế thôi. Học thuộc được nhiều văn cảnh hoàn cảnh thì nó sẽ nghe tốt lên thôi, tự nhiên nó sẽ nghe tốt lên. Ừ. Bởi vì trong các hoàn cảnh khác thì cái mẫu, cái form nó có cái form đấy rồi. Ừ. Thì người ta chỉ thay một vài từ rồi thôi, thì mình thuộc cả một cái đoạn hoàn cảnh này rồi, thì trong văn cảnh nó khác đi một tí thì tức là người ta thay đổi cái từ vựng gì, à cái này mình nghe rồi, à thằng này nó thay đổi cái từ vựng này thôi. Ừ. Thế là mình nghe được. Ừ. Mình phải nghe nhiều nữa. Đấy, còn em luyện nghe như thế nào á, thì em cũng không thích học nghe nữa cơ. Tức là đây đang nói về chuyện mà mình trước khi sang Nhật á, từ 3 năm đầu học đầu tí học lên đến N2 á. À không, tức là 3 năm đầu học ở Việt Nam nhỉ, cho mình lên N2. Đầu tí thì lúc mà học bình thường trong cả quá trình học thì chẳng bao giờ luyện nghe cả. Chỉ có hôm nào có giờ học nghe trên lớp thì lên lớp nghe thôi. Còn lại thường là sẽ phải đến gần trước khi kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ có ở trường, thì tầm trước đấy tầm một tuần đêm nào cũng mở các kiểu đề thi ra nghe ấy, để luyện nghe cho nó quen tai xong rồi đi thi thế thôi. Nhưng mà mình thấy cũng khá là hay mọi người, ở cái đó là gì nhỉ, bởi vì là thường sẽ có nhiều bạn bảo là luyện nghe bằng anime này, phim đúng không, các kiểu. Thì em nghĩ nếu mà theo quá trình thì rất là ok, nhưng mà nếu như mà bạn mà muốn nghe để đi thi á thì nên nghe tập trung vào những cái dạng đề trước khi đi thi. Thì mình nghe nhiều mà lúc mình cũng có vốn từ vựng khá khá rồi á, thì nghe nó sẽ vào hơn rất là nhiều, và học thêm một chút kỹ năng mà mình nên nghe tập trung vào đoạn nào, keyword nào là được. Đấy là kỹ năng nghe của em rồi. Okay. Yeah. Hiện tại thì anh đã dạy tiếng Nhật được cũng được lâu lâu rồi đúng không, ở Jumori. Thế thì anh thấy là việc học tiếng Nhật các bạn học sinh của mình như nào, nói chung là nói riêng mà các bạn đấy, tức là học sinh à? Học sinh Việt Nam thì học sinh Việt Nam hồi nói nhẹ nhàng thôi, học sinh của học sinh trung tâm mình được. Ừ. Tạm thời trước tiên thì các bạn, đối với các bạn mới bắt đầu học tiếng Nhật thì
có nhiều thì trước tiên mình chúng ta phải đặt lại một câu hỏi, đó là cái mục đích học tập tiếng Nhật của các bạn như thế nào á. Thế nên là trong một lớp học, ví dụ các bạn mới bắt đầu vào học tiếng Nhật thì những cái bạn mà mục đích chỉ vào học tiếng Nhật để là kiểu như thích á, thích một tí về văn hóa Nhật Bản này, muốn học thử này, hay là những cái bạn mà có bạn bè đi học tiếng Nhật thì cũng kiểu như đua đòi á, tao đi học này, hay là nhìn thấy thích thầy cô giáo này chẳng hạn thì cũng đi học này, bạn rủ rủ đi thì cũng đi này, thì những cái bạn đấy thường thì bỏ giữa trường rất là sớm, ví dụ học hết bản chữ cái này là bỏ rồi chẳng hạn. Rồi thì những cái mục đích của các bạn khác như là đi du học nhỉ? Đi du học thì Sam đấy cứ nghĩ là Sam đấy thì mình học sau cũng được. Tuy nhiên đấy là một suy nghĩ sai lầm. Nên là tất cả những bạn du học thì học rất là kiểu như mài chơi còn chỉnh mảng ấy. Kiểu ví dụ như là các bạn vừa học xong cấp 3 nhỉ? Bố mẹ bảo đi du học nhỉ? Thì đi du học. Nhưng mà trong đầu vẫn còn cái tính ham chơi của trẻ con á, không tập trung cho việc học tập nên là học mãi tiếng Nhật chả lên được. Tuy nhiên đối với những cái bạn mà học giỏi, học chăm chỉ đó thì trong khoảng thời gian ngắn thì tiếp thu được khá là nhanh và học khá là tốt tiếng Nhật đấy. Ví dụ mình cũng có một bài học sinh như thế. Vì nói chung là trong 10 người thì có 2 người học tốt, còn lại 5-7 người thì kém. Đấy là do cái tinh thần học tập của mỗi người mà. Còn em thì hiện tại thì mình cũng dạy ở Moli được lâu rồi. Thế thì trước tiên mình muốn hỏi là trong số các bạn đang xem ở đây có bạn nào mà đang ở Nhật không? Xong mình sẽ nói về cái điều mình cảm nhận được từ các bạn học sinh của mình. Có bạn nào mà đang ở Nhật không? Trả lời nhá. Chờ trả lời. Không, em cứ nghe có có ấy, ai đang Thái Quang ở Nhật này, Heo Ly đang ở Nhật này, Trần Hoàn đang ở Nhật này, rồi Đức Thắng này có ai có nữa tiếc rồi. Và những bạn mà có đang ở Nhật thế thì nhắn luôn vào cho mình xem là các bạn đang học đến trình độ N mấy, tiếng Nhật N mấy, nhắn vào nha. Rồi lại Thương Thanh Tùng đang trên đường đi làm à, các bạn bên Nhật đang học tiếng Nhật trình độ N mấy, nhắn cho mình thế thì mình sẽ trả lời cái câu chuyện này. Câu chuyện này. Rồi sao nhiều đứa bên Nhật thế? Sang được 3 tháng rồi mà vẫn câm điếc, đang học N3. Tùng này học sinh của cô với nào nhỉ? Nguyễn Thanh Tùng hay phải không nhỉ? Trước mình có dạy một bạn lớp N3 Tùng. Em chưa đi thi bao giờ nhưng mà đang học N mấy, kiểu như là theo kiểu trình độ N mấy. Ví dụ thường là sẽ 25 bài Mina đầu tiên sẽ là N5, rồi 50 đến 50 bài sẽ N4 và bắt đầu từ đấy mình sẽ học sang N3 đúng không? Đấy, ôi dồi, bên Nhật rất là nhiều bạn đang học trình độ N3 đúng không? Đấy. Ra là nghĩa N3 thì phải học xong ở Việt Nam đấy. Xong sang Nhật chỉ học N2 đấy á. Xong thì mới có đủ cái năng lực á. Nhật ngữ để tham gia các khóa học đào tạo để lên đại học. Rồi. Các bạn đều đang N3 bên Nhật này. Đấy. À, đẹp trai quá nên nhầm hàng rồi, chắc cô nhầm rồi, xin lỗi Tùng nhá. Rồi, đấy, thế thì có rất là nhiều bạn đang ở bên Nhật và đang học đến tầm trình độ N3 đúng không? Thế thì mình sẽ nói như này, tại sao mình hỏi câu đấy, bởi vì là có một sự thật là khi mà mình dạy các lớp N3 ở bên trung tâm Dũng Mori á thì thường là phải đến tầm 40% những bạn học viên ở trong lớp học N3 của mình đều là các bạn từ bên Nhật trở về. Oh my god. Nhật về rồi mà vẫn học N3. Đi Nhật về rồi mà vẫn học N3 rồi. Tất nhiên là sẽ có những cái lý do mà các bạn bảo mình là đúng, công nhận là rất là đúng. Tức là gì nhỉ, lúc mà sang bên Nhật thì em phải đi làm rất là nhiều, không tập trung được này. Không có chỗ nào học. Không có ai giảng đúng không? Tuy nhiên, tất nhiên là đấy là số đông. Những cái không tốt thì bao giờ số đông. Tuy nhiên thì mình vẫn đã quen 10% những bạn đi tu nghiệp sinh hay là đi du học trường tiếng 2 năm và trở về với bằng N2, thậm chí là N1 xuất sắc trong tay. Đấy, nhờ, anh nhớ. Thế nên là thường là bây giờ mình sẽ chỉ nói cảm nhận về các bạn ở lớp N3 thôi nhá. Là mình thấy các bạn thường lúc mà trước khi sang Nhật các bạn hay có ý suy nghĩ chủ quan là gì nhỉ, thôi để sang đấy mình học cũng được. Nên là đi cuối cùng sang đấy mới biết được một sự thật là cuối cùng sang bên Nhật chẳng học được cái gì. Nếu mà có đi làm thêm chỉ quen được những cái từ mà trong chỗ làm thêm là hết rồi đúng không? Thế nên là
Với vai trò những cái senpai mà đang cảm nhận được như này, các bạn nhớ phải nhắn nhủ là những người đi sau là nhớ phải học ít nhất đến N3, học được càng nhiều tốt. Cái đấy á, nhắn nhủ rồi nhưng mà không làm được gì đâu. Thực ra nói bao nhiêu chừng nữa nhưng mà nó không cảm nhận được, nó không có cảm nhận thực tế này. Ví dụ như thế này, có một con bé ở kia rất là xinh nhé, rất là xinh này, mình bảo ôi con bé xinh thế. Ví dụ thằng người yêu nó bảo với mình là như này, con bé xinh lắm, ôm nó thích lắm mẹ. Đấy, nó là tại vì cái thằng đấy nó được ôm người yêu của nó thì cảm giác rất là thích, đúng không? Ôm nó thích lắm. Thằng này ôi thế á, nhưng mà thằng này cũng biết là ôi con này xinh nhưng mà không biết được là ôm nó thích như thế nào nữa. Nên là gì nhỉ, cho dù nói bao nhiêu đi chăng nữa mà không được thực tế, ôm con bé đấy thực tế thì nó không biết cảm giác thích thú như thế nào cả. Tương tự như thế, khi mà các bạn ở bên Nhật á, đi Nhật về hay đang ở bên Nhật, nói bao nhiêu đi chăng nữa đối với những bạn mà đang học ở Việt Nam á, là gì, Sam thì khổ lắm mẹ, mày không học nhiều và thì Sam này thì chết đấy mẹ. Thằng kia ô thế à, nhưng mà không cảm nhận được cái những câu nói của thực tế của cái thằng đấy thì nó cũng gì nhỉ, như kiểu nước đổ đầu vịt đàn gảy tay trâu mà thôi. Nên là các bạn nào xem được clip này nhớ lời của thầy nhá, xem thầy có nói đúng không nhá. Nên là nếu mà hiểu được cái lời nói của mình bây giờ thì cố gắng mà đâm đầu vào học. Rồi, thế nên là những bạn mà đang ở Nhật, dù mình biết là cuộc sống hàng ngày khá là vất vả đúng không, nhưng mà mỗi ngày cố gắng bỏ ra tới 2 tiếng hay là 3 tiếng, nhiều hơn thì càng tốt, chúng ta luyện học. Xong rồi tất nhiên nếu mà sau này muốn gắn bó cuộc sống của mình với tiếng Nhật, hoặc là đơn giản chẳng phải gắn bó sau này mà để cho cái công việc bên Nhật của mình nó dễ dàng hơn, đúng không, thì hãy cố gắng nhé. Mỗi ngày lên dây cót tinh thần một tí và cố gắng, khi nào mà nản chí quá thì nhắn về cho thầy Dũng hoặc cô Thanh bảo là thầy ơi em buồn quá, em không thể học được tiếng Nhật, thầy động viên em với, thì lúc bọn mình sẽ lại động viên nhá. Mọi người học tiếng Nhật nhá. Ok, tiếp. Thế à? Anh thích điều gì nhất trong việc học tiếng Nhật? Điều gì nhất trong học tiếng Nhật á? Nghĩa là như thế nào câu này? Không rõ ràng hả? Ra mấy câu hỏi này là lúc mình biến soạn kiểu nghĩ trong đầu câu gì á. Anh thích, không nghĩ là gì à? Có sửa được cái câu này không để cho nó rõ điều gì nhất trong việc tiếng Nhật? À, thôi rồi, cũng tạm hiểu rồi. Tức là trong cái lúc học tiếng Nhật thì anh thấy thích nhất là mình vui sẽ nhất cái gì á? Không phải, khi mà mình học đến trình độ level tiếng Nhật cao lên rồi thì mình có thể nói được chuyện với người Nhật một cách tự nhiên này. Khi nào mình nói tự nhiên như kiểu là mình nói không phải nghĩ ấy. Ví dụ các bạn học những câu đơn giản thường ngày như Ohayo hay là Konnichiwa, gặp người Nhật nói như thế. Còn những cái tình huống hội thoại cũng tương tự như thế, nói câu nào bật từ đâu đấy thì mình cảm thấy rất là thích. Ngoài ra khi mà N1 học xong rồi này thì đọc nhiều sách Nhật này, thực ra tiếng Nhật nó cũng chỉ là một cái công cụ để chúng ta tìm kiếm những tri thức mới. Thì mình dùng cái công cụ tức là tiếng Nhật này để học những kiến thức trong sách của người Nhật. Người ta viết rất là nhiều những tri thức. Ví dụ mình rất thích những kiến thức liên quan đến chính trị này, liên quan đến tư tưởng giáo dục của ông Fukuzawa Yukichi này. Mình xem mấy cuốn sách của ông đấy thì thấy rất thích. Những cái bản dịch sang tiếng Việt của Việt Nam này nó khác với những cái bản dịch mà tiếng Nhật mình đọc. Mình cảm thấy là người xưa người ta dịch sang tiếng Việt rồi vẫn chưa chuẩn hẳn với suy nghĩ thực tế của ông đấy. Thì mình tìm ra được những cái điều rất là hay khác. Nhớ nhé, tiếng Nhật nó tương đương mới chỉ là một cái công cụ để chúng ta tìm kiếm tri thức mà thôi. Tương tự như là một cái ông xe ôm chẳng hạn, cái công cụ của ông ấy là cái xe máy để ông ấy đi kiếm tiền mà thôi. Như nào? Rồi, thế thì em cũng giống anh. Cái lúc mà học tiếng Nhật thì mình sướng nhất là lúc mà gặp được người Nhật và mình nói chuyện được với người ta, và người ta nói được chuyện gì thì mình hiểu đấy, trời ơi. Cái lúc đấy, cái kiểu cái lúc mà nói được cho người ta hiểu cái ý nghĩ của mình bằng một ngôn ngữ với người ta ấy, cảm giác nó hạnh phúc cũng sướng á. Thế nên là đấy là cái mà điều mình thích nhất khi học tiếng Nhật. Và hơn nữa thì như anh Dũng cũng nói đúng không, Nhật Bản là một đất nước rất là phát triển về giáo dục hay mọi thứ hàng đầu châu Á. Thế nên là những cái nguồn tri thức mà người ta viết ra được bằng ngôn ngữ người ta ấy, cũng như cách mà họ tiếp xúc với cả tri thức thế giới thì rất là giỏi, rất là siêu. Nên là bằng tiếng Nhật thì mình có thể tìm ra được nhiều thứ, nhiều kiến thức mới. Và một cái thích nữa khi học tiếng Nhật đó là em có thể kiếm tiền được bằng tiếng Nhật. bằng việc hồi năm 2 mình đã từng đi dạy gia sư, không phải dạy tiếng Nhật rồi mọi người. Nên là bằng việc mà mình biết được một môn ngoại ngữ ấy, thì là mình tự
tự nhiên sinh viên của anh cứ thế có thể đi gia sư rất đơn giản rồi, dạy những cái N5 chẳng hạn đúng không? Thế nên là em thấy học tiếng Nhật là thích, vì thứ nhất là nói chuyện được với người Nhật, thứ hai là hiểu được rất nhiều kiến thức hay, và thứ ba là kiếm tiền được từ hồi còn là sinh viên. Yeah! Yeah! Nên là mọi người, nói chung là mọi người cứ hiểu là học tiếng Nhật, Nihongo wa okane desu ne. Dakara ganbatte kudasai, okane no tame ni. Ok, rồi tiếp, chúng ta sang tiếp. Đấy, đi Nhật bao nhiêu năm? Rồi, anh Dũng đi Nhật bao nhiêu năm? Mình á, mình đi Nhật 6 năm. Trong đấy có 2 năm học trường tiếng và 4 năm học trường đại học. Rồi, còn mình thì đi Nhật 1 năm. Em học tiếng Nhật bởi vì học khoa tiếng Nhật của trường đại học Hà Nội á. Thế nên là học xong 3 năm thì đi 1 năm theo kiểu là sinh viên trao đổi ở trường đại học Ochanomizu. Sau rồi 1 năm sau thì quay trở về và học tiếp năm tư của trường đại học. Và từ đấy cho đến nay thì chưa kịp đi đâu, bước ra ngoài thế giới thì đã về với Dũng Mori và bị Mori bắt cả về nhà luôn rồi. Ok. Tiếp theo. Câu tiếp theo là câu số 12. Anh có thể chia sẻ một chút về khi mà thời gian ở Nhật á, thì anh đã rèn luyện và học tập tiếng Nhật như thế nào? Qua đây cũng để chia sẻ với các bạn đang ở bên Nhật đúng không? Rèn luyện học tập tiếng Nhật á? Cái này chắc hơi dài nha. Tất cả những cái mẹo, những phương pháp gì anh học ở bên Nhật anh nói cho mọi người. Không quá dài là được. Ví dụ một ngày. Ví dụ 2 năm đầu tiên thì cái thời gian tiếp xúc với người Nhật nó ít á. Thì mình cố gắng ra ngoài đường những cái tình huống mà mình bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày ấy, mình nghe xem cái tình huống nào mình đã học. Đã học thì mình hiểu rồi, mình luyện tập lại. Còn những cái tình huống mình cũng nghe, tuy nhiên là mình nghe người ta không hiểu thì mình phải ghi chép lại. Tương tự cái thời gian đầu không gặp nhiều người Nhật thì mình xem anime, xong mình lại ghi chép những tình huống đấy để mình áp dụng vào nó thực tế. Ví dụ rõ ràng trong anime là nói chuyện như thế này, và trong cuộc sống hàng ngày của ta thực tế gặp những tình huống như thế này thì mình sao chép nó lại và đem ra sử dụng. Cơ hội mình đem ra sử dụng. Hay là những cái cơ hội khác, như là mình đi xin việc chẳng hạn, thì trong sách vở người ta bảo đi xin việc phải điện thoại như thế này này. Thì mình ghi ra, xong bắt đầu mình điện thoại thì mình làm đủ kiểu để mình luyện học tiếng Nhật mà thôi. Rồi thì may mà đợt đấy ở nhà học tiếng Nhật nhiều lâu á, học 2 năm ở Việt Nam đấy, nên là sang Nhật sau nửa năm thì mình có được N2. Cũng đấy là học nhiều ở Việt Nam cũng là một lợi thế, nó rất là may mắn cho mình. Rồi thì các bạn sang Nhật thì cố gắng phải đặt ra những cái mục tiêu cụ thể cho bản thân mình. Ví dụ phải có N2 đấy, xong này ví dụ học đang học trường tiếng này, xong này phải có cái mục tiêu vào đại học này, hay là vào chuyên môn tùy vào. Cái đợt đấy mình vào đại học rồi, mục tiêu của mình vào đại học. Vào đại học xong thì mình phải có mục tiêu như thế nào, khi đó phải học những cái gì, thì mình phải lên kế hoạch cụ thể. Ví dụ đợt đấy mình cũng vừa phải đi làm, tuy nhiên vẫn phải học ECU, những kiến thức ECU á, tức là môn thi chắc là có ECU rồi đúng không? Kiến thức về kỳ thi đấy thì mình phải mua sách rồi thì mình học. Học nhà không đủ thời gian thì đi lên chỗ làm học, giở sách ra học. Tại vì đi lên chỗ làm thì mình làm việc mình quen công việc ở tất cả chỗ đấy rồi á. Những lúc rảnh rỗi hay là kể cả vừa làm việc mình vừa nghĩ đến cái nội dung học tập đấy. Hay là đem những cái nội dung học tập đấy đem ra nói chuyện với người Nhật bên cạnh nhá. Cũng rất là thú vị, người ta cũng tiếp chuyện mình. Tuy nhiên nó đừng làm ảnh hưởng đến cái công việc của mình là được. Đấy là một cách học. Nói chung là phải cố gắng mà. Nó tận dụng hết tối đa thời gian. Bởi mình không có thời gian, mình vừa phải đi kiếm tiền này, vừa phải học tập nữa. Đây xong kể xong lên đại học nữa. Vào đại học á, vào đại học xong rồi thì mình đỗ được đại học thì bắt đầu mình lại đặt ra mục tiêu mới là năm đầu tiên không xin học bổng thì đến năm thứ hai cố gắng xin học bổng. Tuy nhiên học hành cũng chưa được giỏi. Bởi vì vào phát là đập vào toàn là sách vở nguyên tiếng Nhật, vào không có một người Việt Nam nào cả, môi trường chỉ có học sinh người Nhật mà thôi. Thì cái quãng thời gian đấy năm đầu tiên thì vất vả, sách vở cô giáo giao bài tập về nhà phải đọc sách, mà sách thì toàn là tiếng Nhật nên là có nhiều từ mới này, rồi thì mình chưa quen đọc sách nhiều nên là đọc rất là chậm này. Nhưng mà vẫn phải đọc nhiều. Thì đến năm thứ hai thì bắt đầu ngấm, thì bắt đầu đọc nhanh hơn thì cái điểm số của mình cũng tăng lên. Và đến năm thứ ba thì mình bắt đầu đạt được học bổng. Thì tính ra tổng số tiền học bổng thế nào?
240 man. Có một học bổng của mình là 24 man này, 24 man mình nhận được hết này. Sau đấy thì 2 năm sau thì mình nhận được mỗi tháng 10 man, 120 man, 240 man là 264 man tất cả. Quá siêu. 264 man là bây giờ nhân lên 20 bao nhiêu? 578 triệu. Nói chung là cũng nhiều tiền. Nói chung là mọi người ạ, nếu mà đã sang Nhật học 2 năm trường tiếng thì đã gọi là đi du học thì phải quyết tâm học lên đại học. Mà đã học lên đại học thì phải quyết tâm kiếm được học bổng. Thì lúc ấy cuộc đời học bên Nhật của chúng ta thì mới kiểu như là lắc cự, là cái kiểu như mới thấy thoải mái, rảnh rang được. Rồi chúng ta mới có thêm nhiều thời gian để tìm hiểu cuộc sống. Chứ còn nếu mà học 4 năm đại học xong rồi lúc nào cứ đâm đầu và đi kiếm tiền, đi làm thêm này, xong rồi các kiểu đúng không? Thì sẽ thấy rất là mệt mỏi. Rồi đấy, thế thì em ngắn hơn anh rất là nhiều, bởi vì em đi du học có 1 năm thôi, học theo kiểu đi trao đổi á. Nên là cái đợt đấy thì học đi sang đấy thì cũng có được học bổng, thế nên là cuộc sống nó cũng thoải mái. Nhưng mà bây giờ để nhắc lại một chút về cái thời gian mà học bên Nhật em đã tận dụng nó để học như nào, thì có một vài cách mà em đã thực hiện như sau. Chắc là sẽ có nhiều bạn giống như mình, mặc dù ở bên Nhật có học đến tận N2 hay N1 thì chăng nữa mà chưa được nói chuyện với người Nhật nhiều bao giờ ấy, thì sang bên Nhật cũng sẽ thấy đợt đầu tiên mình thấy rất là bối rối vì không quen được bật ra tiếng Nhật đâu mọi người ạ. Bởi vì là không quen miệng mà. Thì lúc ấy về thấy rất là đau khổ, kiểu như là tại sao mình ngu dốt như vậy, sao không thể nói được với người ta như vậy, đơn giản như thế mà không nói được, quá kém cỏi nó thành dở hơi này. Đấy, ví dụ như thế. Thế nhưng mà mình đã bắt đầu rèn bằng việc như sau. Thứ nhất là từ đấy mới sang thì mình sẽ xuống cái nhà rác, cái nhà mà chuyên để đồ vứt đi của khu ký túc á. Mình nhặt được một cái một cái đài bên Nhật, nếu mà tìm được một cái đài hoặc một cái radio, cái tivi về rất là tốt mọi người ạ. Thì từ đấy không có tivi thì em nhặt được một cái đài mang về. Đài mang về xong rồi buổi sáng việc đầu tiên khi em thức dậy không phải là đi đâu. Không đưa đâu, vẫn chạy ok mà. Vẫn chạy ok mà. Nói đi. Rồi. Các bạn like cho cô Thành cái nào. Like cho sướng. Thả tim cái nào. Đang kể đâu nhỉ? Đang nói đấy, đang nhận được cái... đang nhận được cái đài đúng không? Thế thì đang nhận được cái đài... Đang nói đâu rồi? Đấy. Thì việc đầu tiên khi mà ngủ dậy vào buổi sáng của mình không phải đánh răng rửa mặt gì đâu, mình sẽ bật đài lên luôn và nghe bất kỳ một chương trình nào, một kênh nào của Nhật, tức là để cho tiếng Nhật nó phát ra tự nhiên trong phòng ấy. Thế sau đấy thì mình đánh răng rửa mặt các kiểu, ăn uống các kiểu, thì mình sẽ vừa làm đấy và vừa nghe, kiểu nghe vô thức cũng được, tức là miễn là buổi sáng làm quen xúc miệng tai bằng tiếng Nhật. Đấy, thế thì sau dần dần thì buổi sáng họ hay phát những cái bản tin thời tiết mà. Thế sau dần dần nghe mãi thì thấy quen tai, thế là mấy ngày đầu thì không quen được, thế sau dần thì cũng thấy quen. Thế là sau này đi thi thì mới thấy rất là hữu dụng ở cái đó là gì nhỉ? Đi thi rất là hay còn những cái bản tin thời tiết này. Thế là mà nghe bản tin thời tiết ở trên đi thi thì nó dễ hơn bản tin thời tiết ở trên đài nhiều. Thế nên là đấy là cái mẹo đầu tiên em học tiếng Nhật ở bên Nhật. Cách thứ hai nữa đó là rất là chăm chỉ đi mua sắm. Mặc dù không có tiền. Gió cô Thanh cũng được học bổng ấy, học bổng 8 man đấy nhưng mà... Không, nhưng mà... Đi làm thêm nữa không có không tiền. Có nhiều tiền. Đi chơi. Chỉ đi chơi thôi. Chỉ đi chơi là tốn tiền. Nhưng mà kể không? Không tiết kiệm để lấy chồng. Tiết kiệm tiền để lấy chồng. Từ đấy thì gì nhỉ? Cứ cuối tuần nếu mà hay là lúc nào có thời gian rảnh thì mình sẽ một mình đi đến các trung tâm thương mại. Hay là những cái gì nhỉ? Những cái quầy mà... tư vấn mỹ phẩm hay là bất kỳ một cái cửa hàng điện tử nào đấy ấy. Mình vào mình xem thôi, tức là mình xem xong rồi mình sẽ tìm ơi mấy cô nhân viên á, xong rồi mình bảo chị em muốn mua cái này chị có thể giới thiệu cho em được không, hay là muốn mua mỹ phẩm này em dùng không biết là với da em có hợp thuật không nhỉ. Thế là bắt đầu để cho người ta hướng dẫn, người ta giới thiệu cho mình á. Thế là xong dần dần thì người ta giới thiệu cho mình xong, hướng dẫn xong một tràng, xong rồi mình bảo vâng em cảm ơn em đi về. Đấy. Thế là bằng cách đó thì cũng là một cách để mình luyện nghe tiếng Nhật, luyện nghe tiếng Nhật. Và cách số 3 nữa mà thỉnh thoảng em cũng còn hay nói với anh đấy, cái mà luyện dịch á. Bởi vì là năm 3, năm 4 ở bên trường đại học tiếng Nhật của đại học Hà Nội của mình học tiếng Nhật á, thì mình cần phải học cái kỹ năng dịch nói, dịch viết các kiểu.
Thế nên là cái đợt mà còn nửa năm nữa là về thì mình có nhờ một cái bạn senpai mà phụ trách mình là người Nhật ở bên Nhật ấy. Thì mỗi tuần bạn ấy sẽ dành ra một buổi tầm 2 tiếng đồng hồ để gì nhỉ? Gọi là để ngồi, ví dụ như là có một bản tin tiếng Việt mình có, mình cầm ở đây mình đọc, thế là xong rồi mình đọc cái câu nào xong rồi mình sẽ dịch sang tiếng Nhật cho bạn ấy nghe. Bạn ấy thấy câu tiếng Nhật của mình ok thì bạn sẽ bảo ok, còn không thì bạn sẽ sửa cho mình ngay lập tức. Và thường thì các câu mình dịch sang nó thường không ok 100%, lúc nào phải sửa sửa một chút, nhưng không sao, càng sửa thì chúng ta càng tiến bộ. Tiếp, và một cái cuối cùng nữa khi mà ở bên Nhật, đó là mình rất tích cực đi chơi mọi người ạ, và tham gia các kiểu hội hè, hội họp các thứ. Đó là thì đi du lịch này, mỗi lần đi du lịch thì mình sẽ nhặt nhặt những cái tờ guide độ ở các nơi mà mình đã đi qua, xong mình đọc 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 trên đấy. Hay là tiếp theo mình tham gia những cái chương trình tình nguyện này, hay những cái kiểu học gọi là giao lưu ấy, giao lưu giữa các sinh viên nước ngoài cũng như với người Nhật. Thì qua mỗi lần như thế thì mình sẽ gì nhỉ, rèn thêm khả năng giao tiếp. Đấy là có bốn cái mà mình đã thực hiện triệt để trong một năm đi Nhật, và sau một năm về thì thấy tiếng Nhật cũng khá khá một tí. Okuno-sama. Hay rồi, tiếp. Đấy, tiếp theo nhá. Ô, sao Bây không giờ. thấy ai comment ấy? Đấy, mọi người đang chăm chú nghe thì làm sao comment gì? Không ai comment. À, đang nghe thôi. Thế à? Sao không ai comment gì cả? Tiếp. Không phải Rồi. buồn, không phải ho. À, Tiếp. cảm thấy mình đã được điều gì? Ơ, cái này giống câu trên nhỉ? Thủy nhất kể từ khi gặp tiếng Nhật. Câu này giống bên trên đúng không? Bỏ câu này nhé. Ừ, ngoài con này thống bên trên là tiếp đi. Câu câu số 14 đi. Ừ. Ơi, chúng ta sang câu số 14 nhé. Ừ. Câu số 14 này là điều lớn nhất mà anh đã làm được với tiếng Nhật bây giờ là gì? Tức là mình có được tiếng Nhật mình làm được cái gì đúng không? Ờ, Điều với lớn tiếng nhất. Nhật thì anh đã làm được điều gì là lớn nhất? Đấy. À, điều lớn nhất á. Đó là tạo được trang, tạo được ra website dungmori.com. Kinh đấy. Thực ra bây giờ nó vẫn đang trong quá trình hoàn thiện á. Nhưng mà mình chắc nó chắc chắn rằng chúng mình sẽ tạo ra được những sản phẩm tuyệt vời nhất để cho những người học tiếng Nhật không phải vất vả nữa. Đấy, đây Đấy. trang web tiếng Nhật đúng không? Dũng Đây là trang web mà mình với cả thầy Dũng bắt tay vào làm sau khi cưới. Cũng mất khá là nhiều thời gian, và để làm được nó thì không chỉ hai bọn mình mà còn rất là nhiều những cái bạn trong công ty Dũng Mori làm nữa. Và đến bây giờ nó mới chỉ hoàn thành được đến N3 thôi. Và trong thời gian sắp tới bọn mình sẽ làm thêm cả N2 nữa. Và xuất phát từ ý tưởng gì mà anh lại làm cái trang web Dũng Mori này? ý tưởng á, ý tưởng là mình cảm ý tưởng làm trang Vũ Moly này là bởi vì mình cảm thấy là nhiều bạn ở bên Nhật á, ví dụ những cái bạn đi tu nghiệp sinh chẳng hạn, không có môi trường học tiếng Nhật này, nó hỏi em không biết học tiếng Nhật đâu, với lại là ở bên Nhật mình cảm thấy là các bạn đi du học cũng thế, học tiếng Nhật rất là ít. Ở Việt Nam sang Nhật thì vào trường tiếng thì chủ yếu toàn các thầy cô giáo người Nhật thôi á, người ta giảng hết bằng tiếng Nhật này, thế nên là gì nhỉ, cái mức độ mình tiếp thu hiểu được cái bài giảng của người ta cũng không được 100% á. Nếu mà là người Việt Nam giảng như thế này một phát là sang chuyển sang tiếng Việt như thế này, mình hiểu a nghĩa câu này là như thế này, nghĩa từ vựng này là như thế này, hiểu ngay được. Thế nên là tạo ra cái môi trường này trước hết là cho tất cả các bạn đã du học hay là các bạn ở bên Nhật học tiếng Nhật ở bên Việt Nam ít này, hay là điều kiện để đi học không có này, nên là cái website này nó hữu ích là bởi vì cho dù không cần phải đến trường, chỉ cần có iPhone với cả mạng khỏe tí là có thể Thôi rồi, xem được bỏ những bài qua, giảng cái của này mình. mang tính chất quảng cáo quá, bỏ qua đi thầy. Tiếp. Qua. Câu tiếp theo của chúng ta là bây giờ thì anh còn rèn luyện thói quen học tiếng Nhật nữa không? Và nếu mà có thì anh thường rèn luyện nó bằng cách nào? Bây giờ có vẫn vẫn rèn luyện tiếng Nhật, bởi vì ngay kể cả khi nào mình làm thầy cô giáo thì mình vẫn phải học học nhiều thứ, bởi vì cái kiến thức Trên này về không tiếng Nhật được. á, kiến thức về tiếng Nhật nó là vô biên á, nên là nếu mà không học học nữa thì mình sẽ bị quên quên dần đi. Thế nên là mình học theo cách nào, thứ nhất là mình vẫn thỉnh thoảng mình đọc sách Nhật hay đọc báo Nhật hay là xem chương trình TV của Nhật mà không cần sắp Việt,
xem thì nó không bị quên. Ừ. Rồi thì mình tìm hiểu tất cả các loại sách, các từ điển để xem cái bài giảng sắp tới của mình nó có gì sai không, có gì không mắc không. Rồi thì những cái cuốn sách dành cho giáo viên để mình tìm hiểu cho nó ý nghĩa, nó đúng, nó xác thực hơn nữa. Thực ra là còn mình thì tất nhiên vẫn phải đang rèn luyện tiếng Nhật rồi. Thì anh Dũng làm gì thì mình làm thế, bởi vì những lúc anh ấy làm cái đấy thì mình cũng thường ở bên, ngồi bên cạnh mà. Ví dụ hắn ta đang xem Sudoku để kiểu luyện tiếng Nhật chẳng hạn, thì là mình cũng xem. Rồi ví dụ đọc báo thì cũng thường hai đứa sẽ đọc báo cùng nhau, hay là xem tin tức cũng vẫn sẽ xem cùng nhau, hay là có những cái câu gì tiếng Nhật hay hay thì cũng sẽ ghi chép cùng nhau, đúng không? Và thêm một cái nữa bọn mình cũng đang cố cũng phải cất giữ một tí, không nói hết ra được. Tiếp. Dự định trong tương lai với tiếng Nhật nói riêng và cuộc sống nói chung. Câu này cứ như phỏng vấn ấy nhỉ. Với tiếng Nhật nói riêng và với cuộc sống nói chung. Tức là với tiếng Nhật và cuộc sống của mình, đúng không? Tóm lại với dự định trong tương lai của anh là gì? Dự định trong tương lai á? Sử dụng tiếng Nhật coi như một công cụ để tạo ra những cái điều gì mới mẻ, hữu ích cho xã hội. Giúp ích cho xã hội. Nói chung là tạo ra cái gì thì chưa biết. Tuy nhiên là cố gắng suy nghĩ ra những cái thứ mà các bạn cần, xã hội cần. Thì khi đó thì mình sẽ tạo ra những cái sản phẩm đó này để cho các bạn. Như là iPhone này, iPhone đúng không? iPhone là những cái thứ cần thiết cho các bạn, đúng không? Thì các bạn cần thì đầu tiên là các bạn không biết nó là iPhone nó là cái gì, đúng không? Không biết iPhone nó là cái gì không? Tự nhiên có người tạo ra iPhone này rất là sướng, đúng không? Thế nên là gì nhỉ? Mình cũng suy nghĩ xem là các bạn có những gì mình có tạo ra xong rồi tung ra cho các bạn. Em thì dự định trong tương lai là để con. Để con, để tạo ra một ông Dũng mua đi con. Thế xong rồi sẽ dạy nó học tiếng Nhật với cả tiếng Anh. Xong rồi tạo thành một gia đình học giỏi tiếng Nhật. Thế xong rồi cùng anh tạo ra những cái mà anh đang suy nghĩ. Ok, hay. Và trong tương lai sau này nữa thì bởi vì là nếu mà ngày xưa, thật nhá, nếu mà ngày xưa không gặp anh á, thì em đã đi học cao học rồi. Nhưng mà chẳng qua là gặp anh vì anh già quá rồi nên em phải cưới anh. Thế nên là mình đã phải gác bỏ dự định đi học cao học, một thứ mà mình rất là muốn theo đuổi, đúng không? Nghe không, người ta ra hết thì kệ người ta. Thế nên là sau này khi con lớn rồi thì em sẽ để cho anh ở nhà trông con, còn em sẽ đi học cao học tiếp. Ok. Tiếp nha. Chữ Hán thích nhất này, câu tiếp theo. Anh thích chữ Hán gì nhất? Chữ Hán này. Hey, các bạn nhận dạng được chữ này không? Các bạn đọc được chữ này không? Chữ này chữ gì nhỉ? Đấy không? Đẹp hết nè. Mọi người, chữ này chữ gì đây? Biết ngay thì đúng. Chữ này cũng dễ đúng không? Ai đúng không? Tình yêu, đúng không? I still, đúng không? I still. Đúng rồi, tại vì ngày xưa thì học chữ tình yêu lớp nhìn nó có vẻ khó khó nên là cứ viết nhiều thế là viết càng ngày càng nhanh. Nên là mình thích chữ này. Em thích chữ gì? Em thích chữ gì nhá, là em xóa của anh nhá. Rồi em mà thôi, không cần xóa này. Em xóa không? Đấy. Rồi. Em thích chữ này nhá. Sao tay em chẳng... Chữ gì đây? Mọi người, chữ gì đây? Hạnh. Rồi, đây là chữ hạnh phúc đúng không? Chữ Shiawase. Lý do mà mình thích đó là bởi vì thứ nhất là chữ này dễ viết. Chữ này dễ viết. Nhưng mà ẩn sâu xa đằng sau nó còn một cái nghĩa nữa. Khi mà em đọc được cái mà bài giảng về chữ Hán của cái thầy gì á, thì em rất là thích ở cái đó là gì nhỉ?
nó có một nghĩa. Các bạn nhìn thấy chữ này là chữ hạnh phúc đúng không? Là chữ hạnh. Thế bây giờ xóa bỏ một nét đi. Thì ra chữ gì? Xóa một nét đi ra chữ gì? Đây. Khổ sở. Chữ ai? Ờ, xóa một nét đi ra ra chữ 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 ai đúng không? Chữ này. Rồi thế các bạn, bây giờ lại thêm lại một nét thì ra chữ shiawase đúng không? Bên này là đau khổ, bên này là hạnh phúc. Trong cuộc đời của chúng ta đúng không? Giữa đau khổ và hạnh phúc đôi khi nó cách nhau rất mong manh. Đấy. Ví dụ, một người đang hạnh phúc đúng không? Một người đang hạnh phúc, ví dụ như là có tình yêu, có tiền bạc, có gia đình, các thứ đầy đủ tất cả. Nhưng mà tự nhiên mất đi một cái thì sẽ thành đau khổ, đúng mất không? Mất đi cái gì đó đúng không? Đúng rồi, mất đi một cái gì đó sẽ thành đau khổ. Thế còn một người đang thiếu thốn nhưng mà chỉ cần được cho thêm một điều gì đó cũng sẽ thành trở thành hạnh phúc. Chính vì vậy, chữ hạnh phúc là chữ mà mình thích nhất, bởi vì đôi khi nó chỉ đơn giản thôi, tức là gì nhỉ? Mình chỉ cần cho thêm vào đó một điều, ví dụ như cái người mà đang bất hạnh ngoài đường đúng không? Chỉ cần cho thêm họ một thứ gì đó rất là nhỏ nhoi thì người ta cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Đấy. Okay. Đấy là chữ Hán mà mình thích. Ok. Ừ. Rồi, tiếp theo. Ok. Được chưa? Chữ Yasu. Ừ. Rồi, tiếp nha. À thế còn các bạn thích chữ Hán gì nhất định hãy comment xuống cho bọn mình biết với nhá. Tiếp này. Ừ. Tiếp. Điều anh câu 18 anh ơi, mở lại câu 18 đi. Đó. Mở lại đây đang câu 19 mà. 18 à. Ơ, sao lại điều không thích? Thế điều thích nhất đâu? Đây 18 đây. Thế điều thích nhất đâu? Thiếu một câu rồi. Đấy, có mà. Thích chữ Hán gì nhất nhá? Thế còn cái câu mà điều anh thích nhất rồi mà. Thôi được, bỏ qua được. Được được. Thế thôi. Trong này bọn mình có định hỏi nhau hai cái là điều các bạn thích nhất của ở nước Nhật là gì và điều không thích nhất nước Nhật. Thôi hỏi điều không thích nhất thôi nha. À. Rồi, điều anh không thích nhất của nước Nhật là gì? Điều không thích nhất á? Ừ. Điều không thích nhất của nước Nhật đó là cái ngữ pháp của nước Nhật. Không, của nước Nhật cơ mà. À, của nước Nhật á? Ngồi nhìn mà. Ừ. Điều không thích nhất của nước Nhật là gì? Nam. Bộ. Là sóng thần. Những thiên tài. Đấy là sợ nhất chứ. Thì không thích nó còn gì nữa à? Ừ thì không thích đi. Okay, được rồi. Ừ. Thiên tài. Ừ. Ok. Ừ. Điều em không thích nhất của nước Nhật đó là... thiên tài. Thôi được rồi, ok. Ok, rồi tiếp theo nhá. Tiếp theo đi. Theo gì nhỉ? À, trên mạng thỉnh thoảng có lúc em với anh quay những clip dạy học kiểu buồn cười. Và đôi khi có những bạn là bảo bọn mình dở hơi. Anh có thấy mình dở hơi không? Ờ. Trả lời, nhìn vào kia trả lời. Mình cũng dở hơi. Thực ra dở hơi hay là ngu ngốc thì chính những người đấy thì mới làm nên một cái điều gì đó cho xã hội. Ừ. Ờ. Tức là phải khác người đi một tí á. Thôi, chém gió quá. Đấy cũng là một điều mình nên nói cho các bạn mà. Bởi vì chúng ta cũng bình thường này đúng không? Chúng ta không tiếp cận những cái mới ấy. Những cái người dở hơi cũng là những cái người mà tạo ra những cái mới rất là nhiều. Nên là thoải mái đi. Ừ. Ok. Ai... nhưng mà yêu với cả thích thì đó là gì nhỉ? Quyền người ta. Quyền của người ta rồi nên là không cấm được á. Ừ. Thực ra thì nếu mà hỏi câu này mà là có thấy tự mình thấy dở hơi không thì mình bảo có. Vì mẹ mình từ ngày bé sinh ra mình giờ suốt ngày đã gọi mình là con dở hơi rồi nên là mình thấy mình dở hơi. Okay. Rồi tiếp. Câu cuối cùng là một câu tự nhiên nó lại nhảy nhảy lung tung á. Đấy. Anh bắt đầu dạy tiếng Nhật từ khi nào và thực sự cảm thấy mình trưởng thành với kỹ năng dạy từ bao giờ? Anh bắt đầu dạy tiếng Nhật á? Nhìn vào đây anh cứ quay đó. Đâu anh xem đọc câu hỏi anh đưa. Ừ. Cho các bạn xem nữa. Ừ. Bắt đầu dạy tiếng Nhật từ năm giữa năm 2017 đầu năm đúng rồi giữa năm 2017 2007 chứ. Ừ. Tức là học tiếng Nhật được một thời gian sau rồi mình bắt đầu đi dạy tiếng Nhật rồi, nhưng mà dạy miễn phí đó. Mình lên các trang mạng rồi thì mình tập học học sinh của mình, rồi thì đi thuê địa điểm, mình là người đứng ra đi thuê địa điểm. Ừ. Xong rồi các bạn tập trung lại, xong thì mình đứng lên bảng giảng dạy. Thì cái quãng thời gian đó thì cũng rất là vui vẻ, tuy mà mình kiến thức mình không nhiều nhưng mà mình dạy miễn phí cho các bạn á. Mình dạy A, U, E, O thôi, bài 1, bài 2, bài 5, bài 7 thôi. Tuy nhiên mọi người cũng rất là thích thú và tham gia. Cái tiền phòng thì các bạn chỉ trả thôi. Còn đâu thì mình dạy miễn phí.
để mình vừa dạy mình vừa lấy được nhiều kinh nghiệm á. Hết rồi. Rồi. Thì còn gì nữa nhỉ? Hết rồi. Bắt đầu cảm thấy thực sự trưởng thành. Với kỹ năng dạy từ khi nào? Từ anh cảm thấy anh thực sự là tự tin về cái khả năng dạy của mình là từ bao giờ? Tức là năm 2015 khoảng hết năm hết năm đầu năm hết năm 2015 vừa rồi. Tức là mình về Việt Nam á, mình cũng bắt đầu dạy á. Nhưng mà mình cảm ban đầu thì mình cảm thấy hơi đuối bởi vì cái kiến thức mình học, cái kiến thức mình dạy nó khác nhau nhiều á. Nên là trong quá trình dạy thì mình cũng cố gắng học tập để nâng cao cái kiến thức, nâng cao cái phương pháp giảng dạy á. Nên là mình cũng bỏ nhiều thời gian để nghiên cứu. Thì đến đầu năm 2016 thì mình cảm thấy khá là ổn. Kiểu như là lúc đầu thì cái việc của mình nói tiếng Nhật nó chẳng liên quan gì kỹ năng dạy đúng không? Rồi thì mình bắt đầu đi dạy tiếng Nhật từ năm 2 đại học, tức là khoảng năm 19 tuổi. Tâm ra bây giờ thì trông cũng già hơn vì suốt ngày bị gọi là cô giáo mà. Ngày xưa là bé cô giáo, kiểu như gì nhỉ, sensei chàng ấy. Còn bây giờ lúc mà mình cảm thấy lớn nhất trong cái khả năng dạy, khi mà đó là khi mà mình đứng được trong một lớp học của N3 của Dũng Mori, có số lượng học viên lên đến 60 học viên. Lúc đầu thấy khổ sở lắm mọi người, nhưng mà sau rồi dần dần thì mình cũng thấy mình đứng trước, mọi người tưởng tượng đứng trước 60 người nói chuyện và dạy ấy, thì cảm thấy rất là thế nào nhỉ, nhỏ bé mà. Nhưng mà tóm lại là khi mà đứng được ở cái lớp, à bởi vì đứng ở lớp đông ấy, thì cái trách nhiệm của mình phải lớn hơn á, cũng như là mọi thứ về mặt kiến thức phải chỉnh chu hơn. Nên là ví dụ thời gian đấy trước khi lên lớp mình phải chuẩn bị rất là nhiều. Thế xong rồi dần dần thì sau một khóa dạy như thế thì mình thấy mình chắc hơn về mặt kiến thức và cái khả năng đứng lớp của mình rất là ok hơn. Thế là xong, tóm lại là từ lớp học của Dũng Mori thì mình thấy mình trưởng thành hơn về mặt kỹ năng dạy. Yeah. Cộng lại những clip trên mạng nữa chứ. Và cả những clip trên mạng nữa. Ở đây mình cũng đăng khá là nhiều rồi. Thì mỗi một clip thì cho mình rất là nhiều cái kinh nghiệm, đúng không? Thì nội dung mình phải nghiên cứu, đào sâu nghiên cứu nhiều mà. Hết thôi. Rồi, em vừa thấy có bạn hỏi câu rất là dài. Đây, bạn Hoài Long Chu. Tóm lại là đây là những câu hỏi mà mình tự chuẩn bị, mà mình đã nói hết rồi. Thì bây giờ sẽ trả lời một vài câu hỏi nhá. Rồi mọi người bấm tin nhiều thế, bấm tin cho mình với. bấm like nữa nhá, Nó đứt rồi. Đâu? Rồi, điều gì, trả lời một câu này thôi nhá. Điều gì khiến bạn tạo ra một cơ sở đào tạo tiếng Nhật đi Hongo no Mori? Ngoài ra yêu thích về tiếng Nhật thì việc về mặt kinh tế có đặt nhiều mục tiêu không? Cái này thì tất nhiên là gì nhỉ? Khi mà mới ban đầu á, đây cũng là một trong những cái kinh nghiệm để kinh doanh á, cho tất cả các bạn á. Thường thì chúng ta sẽ, khi mà kinh doanh chúng ta sẽ tạo ra sản phẩm và bán cho người khác. Em bấm này. Tạo ra một sản phẩm nào đó rồi bán cho người khác. Tuy nhiên thì bọn mình lại khác, bọn mình là gì nhỉ? Trước tiên phải cho mọi người biết đến mình là ai đã. Rồi thì sau khi mọi người biết mình và mọi người tin tưởng mình rồi thì bắt đầu khi đó mình mới chào sản phẩm của mình. Tôi tự nhiên bắt đầu mình làm clip đúng không? Trên Neo Monomori rồi tạo ra Dũng Mori để mọi người biết đến Neo Monomori, biết đến Dũng Mori rồi. Rồi thì bắt đầu xem những clip của mình thấy tin tưởng này. Sau khi mọi người biết mình nhiều rồi bắt đầu mình mới gì bán chào sản phẩm của mình. Thì đây cũng là một trong cái cách thức để kinh doanh á. Theo thời đại mới này, nên là cái về mặt kinh tế thì tất nhiên phải có, thì không thể làm miễn phí được. Miễn phí thì chúng mình vẫn cứ làm suốt từ ngày xưa đến giờ rồi. Tuy nhiên để cái duy trì được cái cuộc sống đúng không? Ví dụ như là thầy Dũng sẽ không thể đưa mình đi ăn KFC mà không có tiền được, thế nên là ngoài việc cung cấp những cái bài giảng miễn phí thì thầy phải mở lớp còn kiếm tiền, nhưng làm sao mà yêu được một ông suốt ngày nói linh tinh trên mạng đúng không? Đấy, thế nên là tuy nhiên thì gì nhỉ, thực sự mà nói thì khi mà mình vào làm ở Dũng Moody thì mình cảm thấy là mọi người yêu tiếng Nhật và yêu công việc của mình, và điều đấy thì em rất là thích. Đấy, ok. Hết rồi. Hôm nay cô Thanh bị khản cổ này, nghe. Nên là buổi stream live của bọn mình chỉ tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các buổi stream live khác. Mình sẽ kể nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn nữa những gì mình chưa nói được. Ok. Rồi ôi, có bạn chúc Dũng Mori ngày càng phát triển và thành công này. Sướng quá. Nhá, tạm biệt các bạn nhá, bye bye. Máy của mình hết pin rồi.
Bye bye. À mọi người.